Mai của Trấn Thành là một bộ phim hay, xứng đáng ra rạp coi trong mùa Tết này đó. Nhất là em phải cho anh biết là em muốn cái gì, không có im lặng gì nữa. Em muốn em. Mà em muốn yêu. Em gần 40 tuổi rồi. Thật ra tôi nói hơi dư. Mùa Tết này hay mùa Tết sau hay mùa nào bạn coi cũng được. Tại vì phim này nó hay. Mà nó hay á là cái đề tài của nó thì đơn giản thôi, chỉ là tình yêu. Nhưng mà cái cách thể hiện của nó lại làm cho chúng ta phải phim vậy mà coi được quá ta. Và nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ nữa. À, không phải tự nhiên mà phim của Trấn Thành phim nào cũng 400 mấy tỷ đâu mấy bạn. Nhà Bà Nữ 400 bẻ mấy tỷ, Bố Già 420 mấy tỷ. Không phải tại vì người ta mê Trấn Thành tới mức mà có Trấn Thành là phim người ta chạy ra coi. Không có. Phim dở người ta cũng không có coi à. Phim của Trấn Thành nó nhiều người coi, đạt được doanh thu là bởi vì sau khi coi phim xong á, người ta thấy được wow, trong phim sao mà nó giống đời quá. Mà nó giống là nó giống với người ta, giống với những cái mà chung quanh hiện hữu của người ta. Cho nên nó hay. Bộ phim này cũng vậy, là một bộ phim về tình yêu. Nhưng bạn coi xong bạn sẽ thấy, nếu mình như vậy mình có yêu như vậy hay không? Mà nếu như vậy mình lại có phản ứng như vậy hay không? Và phản ứng đó có thực sự là hợp lý hay không? Những câu hỏi đó sẽ theo đuổi bạn. Và nó làm cho bạn cảm thấy đây là một bộ phim có giá trị. Và đặc biệt là nếu bạn là những người mà yêu thích điện ảnh, đặc biệt là điện ảnh thế giới, bạn sẽ thấy bóng dáng của những bộ phim như là La La Land, như là Singing in the Rain ở trong đó. Và bạn sẽ thấy nó hay. Còn hay như thế nào? Coi review này rồi sẽ biết nhé. Đầu tiên, tôi muốn khen cái phim này ở cái chỗ là nó làm trailer hay quá. Thiệt á, các bạn coi bộ phim này, các bạn thấy trailer xong các bạn sẽ phim này chắc là tình yêu nè. Còn lại, các bạn đoán bậy hết. Bạn coi trailer xong bạn đi coi phim, bảo đảm bạn sẽ đoán bậy. Tôi chắc chắn luôn. Tại vì á, tôi coi phim xong rồi tôi mới coi trailer. Thiệt á, tôi giờ là tôi không có coi trailer phim gì hết trơn á. Tôi đi vô coi phim trước, sau đó tôi mới coi trailer. Coi cái trailer này, nó có thể hiện được những gì trong bộ phim này không? Và nó spoil cái bộ phim này tới mức nào? Mắc cười vậy đó mấy bạn. Giờ nhiều khi chính cái trailer nó lại spoil phim nhiều tới mức mà người đi coi phim spoil nhiều khi không bằng nó đó. Thì cái bộ phim này á, bạn coi trailer xong bạn chỉ có thể hình dung mơ hồ là đây là một bộ phim có hai người yêu nhau, mà như chị này chị lớn tuổi với gần 40 tuổi rồi nè. Còn lại những chi tiết khác tôi nghĩ là bạn sẽ đoán bậy hoặc là đoán không tới được đâu. Và đó là một cái hay của cái việc làm trailer. À, bởi vì khi coi trailer xong rồi các bạn sẽ thấy đây là một bộ phim nó không phải như vậy. Mà không phải đó, nó lại làm bất ngờ mà bất ngờ hay cho bạn. Bởi vì ban đầu bạn sẽ nghĩ đó là một bộ phim tình yêu thôi. Nhưng sau đó bạn sẽ thấy đây không phải chỉ là tình yêu mà nó còn là cuộc đời của những người đang yêu nhau, của những cái mối quan hệ, của những cái việc đối xử. Khi bạn đặt vào tình huống đó, bạn có nên yêu hay không? Đó là những cái chuyện mà cái trailer nó không nói. Và thực sự nó không nói, nó mới hay. Nó mới làm cho chúng ta trân trọng được những cái mà nó diễn ra trên màn ảnh. Đầu tiên là bạn sẽ trân trọng về cái chuyện diễn xuất. Diễn xuất của bạn Phương Anh Đào trong bộ phim này rất là tốt. Nói thiệt, nếu mà bạn nào đã coi những cái review của tôi á, các bạn sẽ thấy có những bộ phim cũng có đào đóng nhưng mà tôi chê. Đó là bộ phim Vô Diện Sát Nhân, một bộ phim quá nhảm. Coi cái review đi các bạn sẽ thấy nó rất là mắc cười, nhưng phim nó nhảm lắm. Và phim nữa là phim Chiếm Đoạt, nó cũng nhảm không kém luôn. Nhưng bạn coi cái phim Tro Tàn Rực Rỡ, bạn sẽ thấy tôi khen. Và trong bộ phim này, bạn sẽ thấy cái diễn xuất từ trong Tro Tàn Rực Rỡ đi qua tới bộ phim này có sự thăng cấp của Đào. Và mình coi bộ phim này, mình sẽ cảm thấy đồng cảm với nhân vật Đào. Đó là một cô gái trong phim nói em muốn yêu, em gần tới 40 tuổi rồi. À, đó là những cái mà nhiều khi ở ngoài đời cũng có rất nhiều người phụ nữ cũng đang có cùng một cái ước mơ như vậy nhưng không dám nói. Và đã có chị Đào trong phim, chị nói thay. Nhưng chị nói thay như thế nào thì coi bộ phim các bạn sẽ thấy. Đây là một hành trình của một người phụ nữ đối diện với rất nhiều thứ ở trong cuộc đời. Và khi các bạn coi phim bạn sẽ thấy thông qua những cái đó bạn nhìn thấy được bản thân mình. Bạn nhìn thấy những người cũng giống như vậy và bạn sẽ có suy nghĩ và bạn sẽ chấp nhận được rằng đây là một diễn viên diễn giỏi. Bởi vì bộ phim này nhân vật chính là cổ. Và cổ đi nguyên suốt bộ phim giúp cho chúng ta cảm nhận được cái nỗi đau của cổ, cái sự sung sướng của cổ, những nỗi buồn của cổ. Và bạn sẽ thấy cô này cũng diễn hay. Còn một người nữa tên Đào cũng diễn hay, đó chính là chị Hồng Đào. Chị Hồng Đào thì tôi coi chỉ từ hồi nhỏ rồi. Coi từ hồi lúc mà chị còn trẻ là nói mấy bạn. Giờ tôi cũng già rồi. Nói câu vậy nghe thấy cũng kỳ. Nhưng mà chị diễn rất là hay, chị đóng kịch rất là hay. Nhưng khi mà chị đóng phim á thì thật sự những bộ phim lúc trước cũng không có hay lắm. Nhưng qua phim này thì khác. Đây là một cái bộ phim mà mới vô á, bạn sẽ thấy được chị đóng có vẻ như là một cái vai vui vui cho vui vậy thôi. Nhưng một hồi bạn sẽ phát hiện ra có tới hai con người của chị Hồng Đào trong bộ phim này. Và hai con người đó chỉ đều thể hiện một cách vô cùng hợp lý và rất là xuất sắc, làm cho chúng ta coi và nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy là chị làm như vậy tôi không có chịu được đâu, tôi cũng không ưa chị đâu. Nhưng nếu là chị thì nhiều khi tôi cũng làm như vậy đó. Và đó là cái hay, cái diễn xuất của một người được đặt đúng chỗ.
Các bạn biết không, những người mà làm diễn viên mà lại là diễn viên kịch á, thì khi họ lên phim á, họ rất dễ bị dính vào một cái lỗi gọi là sân khấu hóa điện ảnh. Sân khấu hóa điện ảnh là gì? Đó là người diễn viên phải mô tả cho khán giả thấy là cái cảnh trí trong phim và cái nội dung phim lúc này nó sẽ tới cái gì. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của chuyện cho thấy đạo diễn trong phim dở, bởi vì họ không biết sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để có thể làm cho diễn viên đỡ mất công phải vẽ cái bức tranh bằng miệng. Trong bộ phim này thì có chuyện đó. Đạo diễn rất hay. Ok, từ từ tôi sẽ khen đạo diễn. Nhưng trước tiên là phải khen chị Hồng đạo diễn rất là hay. Chị lâu rồi chị không xuất hiện trên điện ảnh, chị xuất hiện cái là thấy đúng vẫn là chị Hồng đào hồi xưa. Kế tiếp đó là cô nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Nói thiệt, mỗi lần mà cô xuất hiện cái á, là giống như mặc dù chỉ có một chút xíu thôi nhưng chúng ta vẫn thấy được cổ ở trong cái vị trí đó diễn cái đó, là chúng ta cảm thấy được à, con người này đúng là giống như vậy và phản ứng cũng đúng như vậy. Nói thiệt á, lúc trước mà cổ xuất hiện ở trong cái bộ phim mà Nhà Bà Nữ, các bạn cũng thấy mỗi lần cô nói một câu, làm một cái động tác thôi là chúng ta đều cảm thấy hay 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 hay. Thì bộ phim này cũng giống như vậy, mặc dù cái vai trò trong bộ phim này thì ít hơn nhưng mà nghệ sĩ nhân dân cũng đúng là nghệ sĩ nhân dân, quá xuất sắc luôn. Còn một người xuất sắc nữa đó chính là em của Trấn Thành, của diễn viên Nguyễn Quân. Lúc trước á thì cổ đóng là vai chính ở trong cái bộ phim mà Nhà Bà Nữ, nhưng qua cái bộ phim này á thì cổ chỉ đóng một vai nhỏ thôi, mà mỗi lần cổ xuất hiện thì nói một chút xíu thôi nhưng chúng ta cũng cảm nhận được nó rất là ăn. Vô đây kiểu giống như gọi là steal the scene vậy đó mấy bạn. Tôi cảm thấy đây là một diễn viên có thực lực và có thể phát triển hơn nữa nếu được đặt vào một nhà đạo diễn giỏi, một kịch bản tốt. Còn những diễn viên khác nói thiệt á, bạn coi trong phim này cái diễn viên và phụ nhỏ nhỏ thôi, bạn cũng cảm thấy họ làm tròn vai và họ không bị lố một chút xíu nào. Ngay cả diễn viên đó là cô Khả Như. Cô Khả Như này á thì thật sự hôm bữa tôi có review cái phim, mà phim gì giờ tôi cũng không nhớ nữa, mà dù tôi cũng có nằm ở trong phần pin comment, chắc chắn editor em bỏ vô giùm anh nghe chưa. Thì cái bộ phim nó rất là nhảm, cổ đóng vai con ma vậy, nói chung là rất là nhảm, siêu nhảm luôn. Nhưng qua cái phim này, cái vai của cổ nhỏ nhưng chúng ta hiểu được và chúng ta cảm nhận được cái động cơ, cũng giống như là cái mà cổ đang làm ở trong đó nó rất là hợp lý. Thành ra nói thiệt, diễn viên mà được thể hiện cái khả năng của mình hay không, tất cả là nằm vào đạo diễn. Một lát nữa tôi sẽ nói về chuyện đạo diễn riêng, bây giờ chỉ nói về diễn viên thôi. Thì bạn coi phim này, nói thiệt chỉ có duy nhất một diễn viên mà tôi cảm thấy là không có sự thay đổi, phát triển khác, đó chính là cái bạn Tuấn Trần. Bạn này xuất hiện ở trong cái bộ phim mà Bố Già rồi, nhưng mà nói thiệt phim đó với phim này bạn diễn cũng giống y chang nhau, không có gì khác hết trơn á nè. Mặc dù tôi hiểu là cái bộ phim này cần phải có một nhân vật có cái kiểu diễn kiểu như vậy, cần phải có một cái nhân vật sốc nổi kiểu như vậy, nhưng thực sự nếu mà để ý kỹ thì hầu như bạn không có một cái gì mà tiến bộ đột phá ở trong hai bộ phim hết, cũng một cái điệu bộ đó. Và thực sự đây là một cái chuyện mà nếu mà bạn muốn phát triển hơn nữa thì bạn cần phải có nhiều cái sự cố gắng hơn nữa. Nhưng mà về cơ bản thì chính cái thái độ của bạn, cái cách diễn của bạn làm cho khoảng cỡ 40 phút đầu phim á, nó sẽ làm cho chúng ta, những người đi coi phim á, một phần nào sẽ cảm thấy phim này hóa ra cũng bình thường thôi, Trấn Thành làm phim tình cảm mà cũng có cái gì đặc biệt đâu. Nhưng sau đó thì các bạn sẽ thấy nó khác. Sau 40 phút đó, tình cảm đó nó rẽ theo một cái hướng khác. Không phải là rẽ theo một cái vô lý, mà nó rẽ theo đúng nghĩa trong cuộc đời nó sẽ là như vậy. Và đó là những cái mà tôi muốn dẫn tới cái phần kế tiếp. Đó là cái phần âm thanh, hình ảnh, âm nhạc trong bộ phim này. Nó rất là xuất sắc. Thực sự xuất sắc ở đây là tôi nói về phim Việt Nam. Ok, thì cái mức độ này là xuất độ là bạn coi trong phim này bạn sẽ không có để ý tới mức như vậy như tôi đâu. Nhưng mà tại vì tôi là một con người một phần nào đó tôi cũng có năng khiếu âm nhạc, một phần khác là tôi coi phim Mỹ rất là nhiều, thành ra tôi để ý những phần hình ảnh và âm nhạc, những cái mà cắt nhạc mà vô mà đúng beat rồi gì gì đó thì tôi để ý rất là nhiều. Và tôi cảm thấy đấy là một bộ phim có cái sự đầu tư hình ảnh, âm thanh, âm nhạc nó rất là kỹ, nó kỹ lắm mấy bạn. Ngay từ đầu phim chúng ta sẽ để ý được những cái góc quay, không phải tự nhiên người ta để những cái góc quay mà thấp như vậy, những cái góc quay mà không thấy mặt mũi của diễn viên, chỉ có những cái hành động và những cái âm thanh thôi, nó cũng phần nào làm chúng ta hiểu được cái nhân vật là cô này, cổ là một người độc lập mạnh mẽ như thế nào. Và những cái cảnh mà những cái khúc ở trong phim này nó dẫn tới âm nhạc, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy những người mà đang làm phim này người ta chú tâm vào cái chuyện âm thanh, âm nhạc rất là nhiều. Đặc biệt trong bộ phim này có một cái cảnh nóng mà theo tôi đó là cảnh nóng đẹp nhất từ trước tới giờ trong phim Việt Nam. Thực sự cái cảnh nóng ở trong phim này các bạn sẽ thấy những bộ phim Việt Nam thường có cảnh nóng nhưng chỉ đem ra để mà câu khách thôi, kiểu như phim này có cảnh nóng là có cảnh lộ hàng này, như là chị em vậy đó, vô các bạn sẽ thấy ơi đi coi lộ hàng này này nọ lọ chai. Nói thiệt tôi rất là ghét, bởi vì đó là một cái cảnh không cần thiết, nó không có phục vụ một cái mục đích gì trong bộ phim hết. Nhưng bộ phim này có một cái cảnh nóng mà cảnh nóng đó khi coi tới đó bạn sẽ cảm thấy nó đã,
Bởi vì bạn cảm thấy cái nhân vật trong phim tới lúc đó người ta xứng đáng được hưởng cái cảnh nóng đó. Mà cái cảnh nóng đó nó lại đẹp, bởi vì từ những cái góc quay nó che đủ để chúng ta không nhìn thấy những cái mà vấn đề mà lồ lộ trên màn hình, mà chúng ta lại thấy được cái tình yêu, chúng ta nhìn thấy được cái sự đẹp ở trong cái tình cảm đó. Và đặc biệt là nhạc lúc đó nó hay và nó đi đúng vào những cái hành động. Giống như tới lúc đó chuẩn bị dày cái là nó chuyển cảnh, dày cái là chuyển cảnh đúng mít. Nói chung là rất là ngon, rất là ngọt. Và nói thiệt, cảnh đó nó rất là đã, nó cảm thấy đúng kiểu là nhân vật tới đây, à đúng, đẹp, xịn, chấp nhận cảnh đó, cảnh tuyệt hay. Bây giờ tôi mới nói tới phần đạo diễn. Mà tôi review phim Trấn Thành thế nào cũng có câu à Di Leo sợ Trấn Thành, Trấn Thành làm phim á là bắt đầu nó nịnh. Trong cuộc đời này nói thiệt, có rất là nhiều người, người ta đúng là người ta sử dụng cái defense mechanism. Defense mechanism nó là gì? Nó là một biện pháp mà dùng để tự vệ tâm lý, bởi vì người ta không muốn chấp nhận cái sự thật. Đó là phim Trấn Thành làm hay cho nên mới có nhiều tiền. Mà người ta chỉ đơn giản là thằng nào mà khen phim Trấn Thành thì thằng đó là thằng định bợ Trấn Thành, nó sợ Trấn Thành vậy thôi. Đó là cái projection. Projection là gì? Là cái cảm xúc thực sự của bạn. Bạn là một người thượng đội hạ đạp, là những người mà hay mở miệng tao thẳng lắm, tính tao thẳng, nhưng mà thật sự những người như vậy á chỉ thẳng với những người thấp hơn họ thôi. Chỉ thẳng và chửi những người mà đi xe lăn mà lỡ làm một cái chuyện gì đó, như là tôi đã làm trong một cái clip nói về chuyện anh Lâm xe lăn bị cộng đồng mạng chửi. Thì một bộ phận lớn cộng đồng mạng là những kẻ hèn hạ đó. Các bạn coi cái đó các bạn sẽ thấy một người mà lên tiếng kiểu như vậy thì có sợ ai hay không. Nhưng người ta nói tôi sợ Trấn Thành là bởi vì sâu thẳm trong tim của những đứa như vậy, tụi nó là những kẻ hèn hạ, sẵn sàng định bợ những người ở phía trên. Cho nên đối với tụi nó, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cho nên khi thấy một người mà review một bộ phim hay thì nó suy nghĩ một chuyện duy nhất trong đầu nó thôi, đó là sự định bợ, thằng này nó sợ. Bởi vì đó chính là cảm xúc thực sự của những kẻ như vậy. Coi những cái clip mà về tâm lý các bạn sẽ thấy nó rất là hay. Tôi để phần defense mechanism trong phần pin comment nhé. Các bạn biết không, bộ phim này á, cho chúng ta thấy được cái khả năng làm đạo diễn của Trấn Thành đã lên hơn hẳn so với bộ phim Nhà Bà Nữ và bộ phim Bố Già. Bộ phim Bố Già một phần nào đó thì nó vẫn còn một chút mang cái tính hơi hướng của YouTube chiếu rạp, nhưng do nội dung của nó hay, nó dẫn tới bộ phim đạt được doanh thu 400+ tỷ. Sau đó tới phim Nhà Bà Nữ thì nếu các bạn để ý ngay từ đầu phim, những cái shot mà quay cái cảnh mà làm cua làm đồ ăn á, các bạn sẽ thấy được sự chăm chút ở trong đó. Nếu các bạn coi những bộ phim như là phim Châu Tinh Trì, các bạn sẽ thấy cái sự tương tự ở trong đó. Như là bộ phim mà God of Cookery, Thần Ăn á, ngay mới vô chúng ta thấy cách làm đồ ăn rồi gì đó, nó chỉ là một bộ phim hài thôi, nhưng bộ phim hài đó nó lại trở thành chuẩn mực của những bộ phim về ẩm thực ở bên Hồng Kông. Sau khi phim God of Cookery của Châu Tinh Trì lên sóng thì bộ phim Nhà Bà Nữ cũng giống như vậy. Chúng ta coi chúng ta thấy được cái cách mà người ta làm một cái món ăn, nó được chăm chút như là cái cách quay phim vậy. Thì trong bộ phim này cũng vậy. Đây là món ăn của Trấn Thành. Mọi góc quay, mọi cái sự đầu tư về hình ảnh, mọi cái sự chỉnh chu về âm nhạc, về cảnh trí đều cho thấy đây là một đạo diễn giỏi. Các bạn biết cái bộ phim này làm tốn hình như là 5 tỷ hay là gì vậy đó, tôi không có nhớ nữa. Phần tiền đó là để làm cho cái chung cư này đúng như cái yêu cầu của bộ phim. Cái chung cư các bạn coi các bạn sẽ thấy trong phim thấy chung cư này rác rồi dơ rồi gì gì, thì cái đó nó mới là sự quan trọng. Bởi vì chúng ta coi bộ phim này chúng ta không có để ý, chúng ta nói đây là cái chung cư giống như mọi chung cư ở ngoài. Các bạn đã bao giờ thấy một cái chung cư hay là một cái cảnh như là ở ngoài đời mà lên phim Việt Nam chưa? Chúng ta coi phim Việt Nam chúng ta rất dễ thấy phim này như nó không có xảy ra ở Việt Nam. Nó không bao giờ có kẹt xe, nó không bao giờ có cái cảnh mà dơ giấy, nó không bao giờ có cảnh mà những người nó đi ăn ở quận nhất, quận 3 gì hết trơn á. Những người đó người ta chỉ làm phim lật phật thôi. Người ta không có đủ khả năng và nhìn được rõ những cái ở ngoài đời để người ta bỏ lên phim, mà cho nó có cách điện ảnh. Phim này không có vậy. Chúng ta coi phim, chúng ta thấy một cái chung cư nó có những con người như vậy, có những cách sắp xếp kiểu như vậy, có những cách kể chuyện, những cách cãi lộn, những cái cách hành xử như vậy. Và những cái căn nhà của những người trong đó nó cũng thể hiện cái tính cách và cuộc đời của người đó. Như là căn nhà của cô Đào với lại căn nhà của cái anh Tuấn. Hai cái đó nó là sự đầu tư ở trong hình ảnh, và nó đầu tư ở trong âm nhạc, nó đầu tư trong cảnh trí, và đầu tư ở trong kịch bản. Để khi chúng ta coi phim chúng ta thấy wow, hai nhân vật này hình như chúng ta đã thấy ở trong cuộc đời, và nhiều khi họ cũng chính là chúng ta đang đối diện với những cái vấn đề kiểu như vậy của gia đình, của bản thân, của những mối quan hệ, tình yêu. Tình yêu nó không giống như ở ngoài đời, nó không có giống như cái kiểu là các bạn yêu rồi lấy nhau, không phải như vậy. Nó khác nhiều lắm. Và đó là cái hay của bộ phim này. Coi rồi sẽ thấy yêu nó không đơn giản như vậy đâu. Đặc biệt với một cô gái, em 40 tuổi rồi em cũng thèm yêu lắm.
Nói tới đây tôi mới quên, hình như tôi chưa kêu các bạn bấm share, bấm subscribe với lại donate cho những cái review hay ho kiểu như vậy phải không? Các bạn làm đi, làm đi bạn. Để mà nói những cái như vậy nó đòi hỏi kiến thức rất là nhiều, và nó rất là mệt để có thể thấy được những cái hay và giúp cho các bạn thấy được những cái hay đó mà không có nói gì về cái nội dung của bộ phim này hết. Tại vì tôi không có dám nói, tại vì nếu mà nói ra dù chỉ một chữ, một cụm từ thôi, nó cũng sẽ làm cho các bạn mất đi phần nào bất ngờ khi mà coi cái bộ phim này. Mặc dù về cơ bản coi xong các bạn sẽ thấy à, phim này tôi cũng có biết rồi, tôi thấy cũng giống giống rồi. Và đặc biệt bạn nào mà thích La La Land á, thì các bạn sẽ thấy một bộ phim này nó rất là La La Land. Cái tinh thần của nó rất là La La Land từ đầu tới cuối. Mặc dù nó không phải là một bộ phim ca nhạc, nó không phải là một bộ phim nhảy nhót, nhưng mà bạn sẽ thấy những cái trường đoạn của nó rất là giống với La La Land. Và đặc biệt có một cảnh tôi thấy xém một chút nữa là hình như nó xuất hiện cái cảnh mà Singing in the Rain đó mấy bạn. Cái cảnh mà ông Gene Kelly ông nhảy Singing in the Rain đó, tôi nghĩ là chắc cũng có quay nhưng mà tới khúc đó không có bỏ vô trong phim thôi. Tại vì phim này không phải là phim nhảy nhót, không phải là phim ca nhạc, nhưng mà nó là một bộ phim cho thấy người làm phim hiểu về điện ảnh, trân trọng điện ảnh. Và đó là một bộ phim hay, xứng đáng để chúng ta ra rạp coi. Coi đi mấy bạn, hay đó. Còn bây giờ thì review tới đây là hết. Các bạn nhớ share, nhớ subscribe. Và đặc biệt là trân trọng những cái nỗ lực trong cái chuyện review mà đem lại kiến thức cho các bạn của tôi thông qua donation. Các bạn có thể gửi mỗi người một vé xem phim cũng được. Tại vì Tết tôi sẽ đi coi và review những bộ phim khác, thì cái phần đó nó rất là ủng hộ cho tôi để mà làm cho các bạn biết phim nào hay, phim nào nên coi. Bởi vì tôi thấy có nhiều bộ phim chắc chắn trong cái dịp Tết này bạn đi coi là bạn sẽ tức. Tôi đoán là nó sẽ là như vậy đó. Thật ra bạn nhớ trân trọng những điều đó. Và lì xì nhé, nếu mà tôi dùng tiền đó tôi đi review phim cho các bạn coi. Còn bây giờ thì review dài rồi, tới đây hết. Bye bye, see ya.